Và ngay lúc này đây tại nhà hát HTV, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất đặc biệt. Xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép cho Tú Sương được kính gửi lời chào đến quý cô bác, anh chị, lời chào thương thương và trân trọng nhất. Dạ, cảm ơn Tú Sương dạ, rất là xin cảm nhiều. ơn rất nhiều. Theo như Mang được biết thì chị Tú Sương cũng đã tham gia vào những trích đoạn rất là kinh điển khi mà còn rất là trẻ. Như vậy thì lúc đó chị lấy chất liệu ở đâu và cảm xúc như thế nào để xây dựng nhân vật ạ? Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, kính thưa quý vị kính mến, Tú Sương cũng thật là may mắn và rất là hạnh phúc khi mình là những một thành viên trong thế hệ đã theo bộ môn nghệ thuật cải lương đã 6 đời. Lúc nhỏ là cũng được xem ông bà cha mẹ của mình biểu diễn, và khi mà mình còn nhỏ xíu á, thì được hát những cái vai nhí ở trong những cái đoàn đồng ấu của Minh Tơ, tức là ngày xưa là đoàn của ông ngoại Tú Sương. Và khi sau này lớn lên á, thì được thầy Bạch Long, vừa là cậu và vừa là thầy, dìu dắt cho Tú Sương mỗi một cuốn tuồng của mình thì lúc nào cũng trích lược lại những cái lịch sử vào thời điểm nào, vào thời điểm nào. Và Tú Sương và các bạn cũng được sự dạy dỗ và giải thích thêm của từ tác giả và các quý đạo diễn. Dạ, thưa quý vị, chúng tôi còn nhận ra là Tú Sương đã tham gia những cái vở và có cơ hội tham gia vào những cái vai rất là đặc biệt, ví dụ như là trong vở Tiếng Trống Mê Linh cũng đã từng đóng đúng không ạ? Trưng Trắc Trưng Nhị, rồi vở Thái Hậu Dương Văn Nga, vở Bùi Thị Xuân, vở Nữ Tướng Cờ Đào đúng không ạ? Rồi Câu Thơ Yên Ngựa, rồi Bảo Táp Nguyên Phong, rất là nhiều vai diễn, và hình như chính vì điều đó mà khán giả yêu cải lương cũng đã tìm hiểu được tâm lý của nhân vật lịch sử, để từ qua đó chúng ta biết được bối cảnh lịch sử và hiểu rõ hơn về những câu chuyện thời quá khứ. Một lần nữa rất mong quý vị dành một tràng pháo tay cho chị Tú Sương cũng như là tất cả những đồng nghiệp của mình. Và câu hỏi mà Tùng muốn đặt ra với chị vào lúc này á, là những cái vai diễn đó là lớp thế hệ này nối tiếp lớp thế hệ kia, những người đi trước đã diễn rất là thành công, sau đó tới thế hệ tiếp theo, rồi khi mình diễn lại những cái vai của người lớn hơn mình á, rồi mình có bị áp lực không ạ? Dạ, áp lực thật sự. Nhưng mà bên cạnh đó thì giống như Sư nói là giống như bình cũ rượu mới. Ngay cả quý tác giả cũng vậy và quý đạo diễn cũng vậy. Mỗi một người và ngay cả diễn viên của Tú Sương cũng vậy. Mỗi người đều có một cái nét riêng và những cái hay riêng và những cái sáng tạo riêng. Mình cũng phải tìm tòi học hỏi thêm, hoặc là mình phải tự nghiên cứu nữa, là tại vì mình cũng phải hiểu thêm nhân vật đó, lúc đó mình phải làm như thế nào. Dạ, và như vậy là chắc chắn là Mai Anh cũng sẽ có cơ hội đi xem những cái vở này ở thời đại mới với những diễn viên mới đúng không Dạ. ạ? Và vào lúc này thì một lần nữa cảm ơn Tú Sương cùng với tất cả các nghệ sĩ đã diễn những cái vở diễn mang yếu tố lịch sử để cho thế hệ khán giả chúng tôi vẫn có thể tiếp tục theo dõi. Và có một lời gửi gắm là rất là mong Tú Sương cùng với anh chị em nghệ sĩ cũng sẽ đào tạo thành công thế hệ tiếp theo để những cái vở diễn lịch sử hay sẽ sống mãi với khán giả. Cảm ơn Tú Sương rất là nhiều. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Dạ, các bạn. và kính thưa quý vị